Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, 3 giờ chiều năm xưa, Chúa Giêsu đã trao thần khí trên thánh giá. Và hôm nay trong ngày thứ 6 tuần thánh, giáo hội vị hôn thê của Đức Giêsu Kitô hướng nhìn lên vị phu quân của mình để cùng tôn vinh, suy ngẫm mầu nhiệm vị hôn phu đã chết trên thập giá để tạo dựng nên hội thánh. Chính trong giây phút mà A-dông năm xưa đã đi vào giấc ngủ thì Thiên Chúa đã tạo dựng nên E-va, và chính giây phút Chúa Giêsu tắt thở trên thánh giá thì Ngài đã phát sinh hội thánh từ cạnh sườn đâm thâu, khi máu và nước từ trong trái tim của Ngài xuất phát ra và hội thánh đã được thành lập. Vậy giờ đây, cùng với giáo hội, chúng ta sống lại những ngày cao điểm của năm phụng vụ cũng như của sứ vụ cứu thế của Đấng Cứu Độ của chúng ta, và đặc biệt cùng với Tổng Giáo phận Hà Nội trong năm chúng ta sống tinh thần canh tân đời sống các hội đoàn. Trong bầu khí linh thiêng này, chúng ta hãy lắng động tâm hồn và mời gọi chúng ta đến với Chúa, ở lại với Chúa, sống với Chúa trên con đường thánh giá, để cùng cầu nguyện cho công cuộc đời sống đức tin của các hội đoàn, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình của chúng ta mang lại nhiều hoa trái. Xin Chúa ban cho các hội đoàn và mỗi thành viên trong các hội đoàn của giáo xứ có được tình yêu và thần khí của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng bước vào chặng đường thánh giá mà Chúa đã đi năm xưa trong tinh thần cầu nguyện. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đấng hội thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương nên ấp ô con ngày đêm, nhuận thầm sát hồn tràn. Lấy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó. Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cha nghĩa đời Chúa Giêsu, lời thương khó như bốn đạo thành Jerusalem cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng thánh gia mà ra. Xong lẽ chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng đàng thánh gia mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương con. Thế mà hiện tôi chúng con ở chúng con về thiên đàng, ta ơn
Phi-la-tô luận diện Đức Chúa Giê-xu. Trích tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người mù họ xin tha, tức là tên bị tổng mục vì tội bạo loạn và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao đổi theo ý họ muốn. Suy nghiệm những lời kết án bất công của các thượng tế, thủ lãnh và dưới áp lực của dân Do Thái, Phi-la-tô đã kết án Chúa Giê-xu bằng một bản án bất công. Với bản án này, người đã tự nguyện hy đời với tội nhân để con người được công chính hòa, và người đã sống khiêm hạ để con người được đổi mới, thanh tẩy khỏi sự bất trung, kiêu căng, phản loạn xa xưa, nhìn lại đất chống hội đoàn. Biết bao chúng ta đã xếp đặt lạy Chúa Giê-xu đời sống và chết đi cho những thói hư tật xấu, để chúng sinh hoa trái nhiều hơn. Amen. Lạy Oh.
Xin niệm
mẹ luôn đồng hành với Chúa trong từng nhịp sống, lúc công khai, khi âm thầm, và giờ đây trên hành trình thánh giá, mẹ đã không để Chúa Giêsu cô đơn một mình trong đau khổ tột cùng. Mẹ đã trở nên một với con yêu của mẹ và hiểu thông trọn vẹn vào nỗi đau khổ của con. Trong đời sống của đoàn, đã bao lần chúng ta cảm thông và đồng hành với những anh chị em trong hội đoàn. Lạy Chúa, xưa mẹ Maria đã đồng hành với Chúa trên đàng thánh giá. Xin cho các thành viên trong các hội đoàn luôn biết hiện diện với nhau và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Mẹ cho chúng con
Si niệm bà Veronica là người phụ nữ tốt lành. Bà đã can đảm vượt qua lính canh, cởi khăn che mặt và bắt đầu lau khuôn mặt đã bị biến dạng, không còn giống hình dạng của Chúa Giêsu ngày nào nữa. Cử chỉ của bà thật đẹp và thật đáng quý biết bao. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần chúng ta nhận ra thiện ý tốt lành của những người chung quanh dành cho ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi thành viên trong các hội đoàn chúng con có được tinh thần can đảm như bà Veronica, dám đến với những anh chị em đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống để yêu thương và phục vụ họ. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. Và cho được tên để chúng con noi gương Chúa biết cách đảm đứng bên sau mỗi lần vấp ngã.
Xin thương linh hồn
Nơi thứ 10, quân giữ lột áo Chúa Giêsu. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đóng đinh người vào thành giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được. Suy niệm trên đồi Calvario, Chúa Giêsu không những chút bỏ mọi vinh quang và danh dự, nhưng còn lột bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian. Đức Giêsu đã hiến thân hoàn toàn để làm lễ toàn thiêu, chuộc tội cho thiên hạ. Chính trên cây thánh giá, Chúa đã dạy chúng ta phải biết lột bỏ hết mọi sự, chỉ biết bám chặt lấy Thiên Chúa là mục đích của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi thành viên trong các cuộc đoàn chúng con biết học nơi Chúa sự nghèo khó, biết quan tâm đến mọi người, biết chia sẻ cho nhau cả về vật chất lẫn tinh thần để làm sáng danh Chúa. Amen. Lạy Thiên Chúa, xin thương thank you.
Đời thứ 12, Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thánh giá. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống chút hơi thở. Suy niệm cái chết của Chúa trên thánh giá minh chứng cho lời Ngài dạy: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người, hy sinh tình mạng cho người mình yêu. Đối với những người không có đức tin, chết là điểm kết của kiếp người. Nhưng Đức Giêsu đã dùng chính cái chết của mình để mặc thải một tình yêu cứu độ, đồng thời khai mở cho chúng ta con đường tiến về sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người trong các hội đoàn chúng con luôn biết quý trọng ơn cứu chuộc mà Chúa đã trả bằng giá máu, để mai sau chúng con cũng được vào tận hưởng niềm vui hạnh phúc cùng với Ngài. Amen. Lạy Mẹ, vì điều gì thay đổi con?
Chúa là đấng hằng sống và hiện trì luôn.